Cá chết nổi trắng dày đặc tại ven hồ. Đây là thực tế ghi nhận tại Hồ Tây, khu vực đường Lạc Long Quân giao với phố Vệ Hồ ngay trong sáng nay. Theo phản ánh của người dân thì khoảng 3 ngày trở lại đây, tình trạng cá chết lại tiếp tục tái diễn tại Hồ Tây. Số lượng không nhỏ cá với kích thước từ lớn đến nhỏ chết dạt vào ven bờ, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân khi mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Trong 3 ngày qua, các công nhân của công ty thoát nước Hà Nội đã bố trí nhiều ca kíp để vớt cá chết. Theo đơn vị này, đã xác định một số nguyên nhân gây hiện tượng cá chết ở Hồ Tây, bao gồm thay đổi thời tiết, thiếu không khí và hàm lượng oxy trong nước giảm. Theo Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ, thời gian tới, ngay khi có hướng dẫn từ các đơn vị chuyên môn, quận sẽ có phương án xử lý phù hợp. Hiện nay tại thời điểm đến bây giờ, thì Hồ Tây vẫn đang có sự quản lý của Sở Xây dựng. Thế nhưng về cái phía trách nhiệm địa phương cũng được sự quan tâm chỉ đạo thì đã tăng cường cái công tác kiểm tra, rà soát, đôn đốc đơn vị xí nghiệp thoát nước và tăng cường cái mật độ thu gom. Vì vừa rồi do cái thời tiết khí hậu thay đổi, có một số cái lượng cá chết, thì bản thân ban quản lý dự án cũng đã cử hai cái tàu cano và cũng phối hợp cùng lực lượng dân quân của các phường trên địa bàn tăng cường cùng với cả công nhân vệ sinh môi trường thu gom để cái phần cá chết nổi trên mặt hồ. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân quận cũng cho biết ngay khi được tiếp nhận quản lý, quận sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như thực hiện đánh tỉa cá để giảm bớt mật độ. Về dài hạn, quận sẽ có kế hoạch cụ thể xử lý triệt để tình trạng cá chết ở Hồ Tây.